Chào tất cả các bạn, tôi nè, Raki VN. Trong video hôm nay mình sẽ sinh tồn ở một thế giới tồn tại các loài khủng long từ thời xa xưa, nhỏ nhắn xinh xắn có, cao to đen hôi cũng có luôn. Mỗi tội là tuyệt chủng hết trơn rồi, còn sống cái nịt. Thế nên là mục tiêu của mình trong video này đó chính là đào bới, tìm hóa thạch khủng long và hồi sinh chúng thôi. Liệu mình có thành công hay không, anh em hãy đón xem nha. Mà nhìn cái intro thôi là cũng biết rồi chứ gì. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn nhớ bỏ ra vài giây kéo xuống, bấm vào nút like và đăng ký kênh ủng hộ tôi nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Ngày đầu tiên thì mình được spam kế bên con sông quê luôn nè anh em. Và lúc này tôi đúng kiểu bỡ ngỡ luôn ấy. Con này là con gì đây? Con gà à? Mà sao nhìn nó lạ thế? Mặc dù là đã gành gành ra như thế rồi mà mình vẫn muốn chứng minh nó là con gà ấy. Thế nên là tôi đấm vào nó rất là nhiều luôn. Đấy, sau khi nó chết thì gớt ra thịt này chắc là thịt gà nhỉ. Cứ tin nó là gà vậy. Kế bên còn có con gì đây? Lợn gừng à. Ôi, ở dưới nước con gì đây? Cá heo hay cá voi gì đây? Đúng thế giới động vật luôn. Đi chưa được nóng chân nữa thì mình gặp được bộ lạc đây này. Hình như đây là bộ lạc của bọn nhiều chuyện đi phải. Tôi nhớ không nhầm là có cái thằng mập nó ngồi trên ghế nữa. Để tôi qua cho anh em xem thử ha. Ui, gì đấy? Chưa qua tới nơi nữa mà nó đã biết tôi vào đây này. Đúng kiểu Hoa Kỳ quan sát luôn ấy. Mà không sao, tôi né skill ghê lắm. Anh em nhìn này, làm sao mà chuẩn chúng tôi được. Cho nó bắn ca mê thoải mái luôn. Đấy, né rất là nhiệt tình luôn. Ui, ôi chấm hỏi. Hack game, thằng này hack game rồi. Cái thằng mập này nó hack game anh em ạ. No, 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 no. Nó chửi ghê quá anh em ạ. Đùa chứ. Né qua một bên là vẫn trúng được. Thôi sợ quá anh em ạ. Không chơi nữa. Bây giờ tôi còn yếu quá. Một đống nó sao vậy? Bây giờ thì đi chặt gỗ thế nào? Chặt gỗ xong thì mình định làm mấy cái dụng cụ khởi đầu ấy. Nhưng mà mình thấy có vài thứ khá là hay luôn trong cái mod này. Đầu tiên là cây boomerang đây này. Là bằng gỗ khá là dễ luôn. Nhưng mà mỗi tội ấy nó hơi yếu. Con cù như thế này mà chọi 3 phát mới chết cơ. Đúng đồ gỗ có khác luôn. Đã thấy con chim tí tẹo như thế này mà phải chọi 2 cái luôn cơ. Đúng là chỉ để trang trí thôi chứ đánh đấm gì tầm này. Chỉ có rìu mới là chân lý thôi. Boomerang không quan trọng anh em ạ. Mình làm cả thêm cái khiên nữa để thủ thân. Đấy, cái khiên bây giờ làm cũng khá là dễ luôn. Xung quanh đây do có khá là nhiều cù luôn nên mình quyết định là đi thịt luôn, kiếm cái mà ăn nữa. Kiếm thịt xong thì mình cứ đi tìm một cái hang. Đi xuống dưới đây chủ yếu là lên thời kỳ đồ đá cho nó giống như thời tiền sử. Mà mới lên thời kỳ đồ đá chưa được vài giây nữa thì mình thấy sắt luôn rồi đây nè. Thế là mình chỉ trải nghiệm được cái thời kỳ này thêm vài giây nữa thôi. Cuộc đời. Mà đầu tiên là mình cần đào một tí than cái đã. Sau đó thì đem nung mấy cái này lên thì chúng ta mới có thể lên thời kỳ thổ sắt được. Mà mình cũng có nung một tí thịt nữa tại vì sắp chết đói rồi. Làm ra một cái giường đi ngủ luôn, trời cũng tối rồi đó anh em. Nhưng mà sao ngộ thế? Chưa tối à, đùa chứ. Bây giờ thì phải làm sao đây, còn có một tí tim thôi. Thôi được rồi, chui vào đây trốn anh em ạ. Đấy, vô đây là an toàn nhất chứ không là zombie đánh bể mồm. Mắt không thấy, tai không nghe là được. Trời tối rồi nè, làm một giấc thôi. Một ngày mệt mỏi. Sau khi ngủ dậy thì việc đầu tiên mình làm đó chính là ăn sáng cái đã, để cho có sức mà làm việc. Ăn xong no nê thì mình xách cúp ra và đi thăm ngàn thôi. Tôi thề với anh em luôn, nãy giờ nhìn cái xanh xanh này mình cứ tưởng là loli. Ai ngờ nó là một cái sừng cơ. Đã thấy cái màu trắng này cũng là một cái sừng luôn. Đã có người yêu đâu mà bị cắm hai cái sừng thế này, khổ. Trong lúc đang thăm ngàn thì mình có gặp mấy cục đá khá là lạ. Đào ra thì nó là khủng long đó anh em, mà là hóa thạch cơ. Ôi, cuối cùng thời cũng tới rồi. Mình cần phải chăm chỉ, đào nhiều cái này có thể thì càng tốt thôi. Để chúng ta hồi sinh khủng long. Vừa nói xong thì mình chăm chỉ thăm ngàn rất là nhiệt tình luôn. Mình bắt đầu đi đào sắt nè, rồi đào than. Và cả hóa thạch nữa chứ. Ok. Sao mày ngu thế hả dơi? Lao đầu vào lava. Thôi yên nghỉ nha. Đang đào rất là nhiệt tình luôn thì ở đâu ra rớt xuống một đống zombie. Bonus thêm thằng phù thủy nữa đây nè. Mình có đấm vào mồm nó nhưng mà nó trời lại bình thuốc cái còn đúng nửa tim luôn. Đúng là phù thủy có khá khó chịu thật sự. Đau tim quá anh em ạ. Đã thấy nó tắm trong lava nửa tiếng trời mà vẫn chưa xi nhê gì kìa. Ảo ma Canada thật sự. Mình có gặp được mấy cái quặng gì khá là lạ. Đào ra thì nó gớt cái gì mà bánh quy nè. Với lại đầu lâu. Không biết để làm gì nữa mà thôi kệ. Cứ gom đại về sau này bán ve chai cũng được.
Và chuyến đi này mình còn gặp được kim cương luôn cơ. Nhưng mà có vẻ do dạo này mình ăn ở tốt ấy, nên nhân phẩm cao, một chỗ mà đào được hẳn 8 viên luôn đây này. Thời tới cản không kịp mà. Mình còn tìm được một cái căn phòng ở dưới hang nữa. Mở cửa ra thì trong này có một ông nhà khảo cổ học thì phải. Nhưng mà lạ lắm, cái gương trong đây nó chẳng có gì cả. Ủa, ông làm gì mà lười thế, chăm chỉ đi nào. Như này sao mà có đồ cho tôi húp được. Buồn thiệt chứ, tức cái lòng ngực á. Làm chăm chỉ lên nha anh trai. Đã thế, kế bên cái ngôi nhà còn có một cái rãnh hang. Nhưng mà cái này lạ lắm, ở dưới đây nó có mấy cái khối gì bảy sắc cầu vồng đây này anh em. Ui, hết hồn cái thanh niên cá chê này. Hình như nó là con lươn mà. Cút đi, hù tao này. Ở dưới này thì nó được bao bọc toàn là khoáng sản luôn. Đùa chứ, được thật sự anh em ạ. Giàu rồi, giàu rồi. Nói giàu là thế chứ, mỗi chỗ nó cho tôi có một cục à. Đúng kiểu tượng trưng luôn ấy. Và do hiện tại mình đã đào được 6 viên ngọc lục bảo, nên có quay lại cái ông khảo cổ học này để dùng nó đổi ra một cái nón, nhìn cũng khá là đẹp ấy chứ. Để đội lên cái đầu tôi xem như nào ha. Đấy, rảnh rảnh mà anh em. Ủa, nhìn cũng đẹp trai boy nha. Đang lang thang vòng vòng thì mình còn gặp được một cái phòng của thằng kỵ sĩ luôn này nè. Nó đang ngủ anh em ạ. À. Ôi, chuyến đi này đúng kiểu bất ổn luôn ấy. Mà không hiểu vì sao lúc này mình nổi máu điên lên. Mình làm hẳn ra cái kiếm kim cương vào chiến đấu luôn anh em ạ. À. Không sợ bố con thằng nào. Ấy nào nhào vô. Vừa lại gần thôi nó thức tỉnh vậy. Nó giác cây rìu mấy chục tấn của nó lên gõ tôi không chừa phát nào. Nhưng mà mỗi tội là nó gõ có trúng đâu anh em. Tôi né ghê lắm sao mà trúng được. Ôi chặt nè. Nhìn nó to con thế thôi chứ chậm chạp lắm. Cho nên là mình chỉ cần đợi nó trẻ cái rìu xuống rồi sau lưng quánh ngay điểm yếu là cái kiếm kim cương nè anh em ạ. À. Nghe quá dễ luôn đúng không? Nhưng mà lúc chiến đấu với thằng này mình đúng kiểu run luôn ấy. Nó chặt đúng một cái thôi là coi như mình chết luôn ấy. Tại vì nó rất là mạnh anh em ạ. À. Cho nên là mình phải từ từ bình tĩnh thôi. Đấy, dụ dụ nó. Và nhìn nó bận cái bộ giáp to to tổ bố thế thôi chứ thật ra máu giấy gần chết. Đập vài phát là chết rồi đây nè. Ôi, chăng 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 chăng. Bye bye. Sau khi nó chết thì nó có gớt ra cho mình một cái đầu nè. Cái nón nha. Với lại cái rìu anh em ạ. Ui giờ nhìn mình đúng kiểu ngầu lòi luôn ấy. Đồ sộ thật sự. Mới ngày đầu tiên mà mình đã giết được kỵ sĩ luôn rồi. Tôi giỏi quá. Ngày hôm sau thì mình lên mặt đất, chủ yếu là đi kiếm mấy cái chòi cây nè. Rồi làm ra một cái la bàn. Nhưng mà là la bàn có nạp đầu ấy. Với cái la bàn này thì mình có thể đi đến mọi nơi mà mình muốn luôn. Hiện tại thì tôi cũng có một nơi đang muốn đến đó các bạn. Đó chính là rừng le. Thì mình tới đây là để xây dựng căn cứ sinh sống ở đó, với lại mốt xây chuồng cho bọn khủng long hòa hợp với thiên nhiên hơn anh em ạ. À. Tại vì ở đó có rất là nhiều cây luôn ấy, màu cỏ thì tươi tốt, nói chung là ổn định. Đi được một quãng đường thì mình có gặp được một nhà của thanh niên khảo cổ học. Đấy, mình có vào và trao đổi với ổng một tí ngọc lục bảo luôn, đổi bằng mấy cái đầu lâu đây nè. Ôi cũng được kha khá đó. Đấy, kiếm tiền lên đường ăn ngủ rồi. Ui, cái gì đấy? Trong lúc mình đang tâm sự hàn huyên với ổng thì tự nhiên ở đâu ra cái đầu đen thui luôn anh em ạ. Mình đúng kiểu bất ngờ luôn ấy, kiểu đây là đâu, tôi là ai. Nhưng mà sau một hồi thì mình cũng bình tĩnh lại. Mình xem đây là cái gì. Thì ai ngờ đâu là một con sờ liêm. Nhưng mà nó đen thui luôn. Ôi, hèn gì. Nó làm cho tôi không thấy đường luôn anh em ạ. Cút ra khỏi đầu bố mày làm ơn. Ảo thật đây. Chơi mình thích chơi hù không? Mình thích hù không? Hù thì tôi đấm mày không chịu cách nào luôn. Nhìn nó vậy thôi chứ cũng giống như stream bình thường. Được mỗi tội là có chiêu tắt đèn cũng ngon tắt tố ấy. Nhưng mà gõ thì vẫn gớt ra được stream đây này. Mà không phải stream chứ quên. Nó là một cái gì đen đen ấy anh em. Kế bên thì mình thấy có một cái hồ màu y như của bọn stream hồi nãy luôn. Mình thấy nghi nghi có gì nguy hiểm rồi. Nhưng mà tôi tò mò mà. Thế là nhảy xuống rồi bị chìm dần 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 xuống thôi. Bị dính bẫy rồi. Cuộc sống này khó khăn quá. Sau một hồi tìm hiểu thì mình mới biết là nước trong hồ có thể múc được luôn đây nè. Rồi mình có thể làm ra được mấy cái đen đen của bọn Slim gớt ra đó. Rồi và từ cái màu đen 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 đó mình có thể làm ra được Slim chính hãng. Thế là mình quyết định đi múc cạn dòng sông luôn. Để làm ra mấy cái Slim càng nhiều càng tốt. Cũng là một nguyên liệu khá là cần thiết để sau này hồi sinh khủng long luôn đấy các bạn. Gần một ST luôn, dư bo rồi. Lên đường tiếp theo nào. Mà từ từ đã, kiếm thêm một tí thịt nữa nào. Anh em thấy cây rìu này xịn không? Đập một phát thôi là auto bay đầu một thằng, không nói nhiều.
Và trên đường đi mình có gặp được một cái gì đó, một ngọn núi khá là hùng vĩ luôn. Mà từ từ bỏ qua bên đi, chơi với chim cái đã. Đứng yên nào, chơi đùa với nhau tí thôi. Đó, nhìn con này khá là đẹp luôn, đỏ chót, tóc không máu lửa, đề không lễ mà. Được rồi, quay vào vấn đề chính nào. Đây là cái gì? Mình khá là tò mò luôn. Sau khi lên thì mới biết đây là một cái chỗ mà phải nói là rất là nhiều hóa thạch khủng long xung quanh luôn. Ôi, hình như là nơi khủng long tuyệt chủng à. Thế là mình quyết định làm ra một cái ba lô để chuẩn bị đào hóa thạch thôi. Và mình có lên cấp nó lên đồ sắt luôn, cho chứa nhiều nhiều một tí. Thật ra lúc đầu mình định lên kim cương luôn cơ, nhưng mà nghĩ lại là chưa có đào vàng ấy, toàn đào sắt thôi. Và mình dành rất là nhiều thời gian luôn, chủ yếu là đào rất 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 là nhiều cái hóa thạch luôn này. Xung quanh đây nhiều cực kỳ anh em ạ. Đào được một vài ngày thì mình quyết định dừng lại, tại vì anh em nhìn đi, cái chỗ này nó quá là rộng đi, mình không thể nào mà đào hết được luôn ấy. Với lại mấy cái khối hóa thạch với lại đá ở đây nó gần tựa tựa như nhau, phân biệt nó khó lắm, mình sợ đào xong mình cận thị luôn đấy. Với lại cái số hóa thạch hiện tại của mình nghĩ cũng hồi sinh được khá khá khủng long rồi đấy. Nên thôi nha, sau này anh rảnh chúng ta quay lại đào tiếp vậy. Bây giờ thì lên đường tới nơi chúng ta cần đến thôi. Và sau một khoảng thời gian thì mình cũng đến được rừng Le rồi đây. Ôi, một ngày thật là tuyệt vời sau một khoảng thời gian dài. Nơi đây sum xuê tốt lắm anh em ạ. À, phải đi ăn mừng thôi. Đi bơi nào. Đấy, bơi buổi chiều mới khỏe. Nhưng mà mình thấy một cái gì đó lạ lắm. Có cả ngôi đền dưới biển ở đây luôn đây này. Ôi, đúng người đúng thời điểm thế. Sau này mày chết với tao. Đang bơi thì mình có gặp được một con cá mập. Thế là tôi quyết định tỷ thí võ công với nó luôn. Ai ngờ đâu nó cắn hai cái thôi, gần lên Tây Thiên Thỉnh Kinh luôn. Đùa chứ. Hết dám bơi luôn rồi, trầm cảm rồi. Đã thế hết bị cá mập cắn thì thôi đi, tới chó ngựa. Mày định không muốn giữ lại hàm răng nữa à? Hai thằng cu. Đấy, chó ngựa xong thì lại tới bị ngỗng dí. Đùa chứ mà tôi thật sự tôi đâu có kém chuyện với nó đâu. Anh em hãy nhìn kỹ đi. Nó đang ngậm đồ của tôi đó, nó ăn cướp trắng trợn luôn. Bọn mày có nhả ra hay không thì bảo. Biết đồ của ai không? Có bọn khốn này. Và có một sự thật là hiện tại mình đang chạy đó, nhìn nó là ngỏng thế thôi chứ thật ra nó quánh khá là đau luôn anh em ạ. À, ôi nó quánh tôi hồi nãy thanh máu còn đúng gần cái nịt luôn. Nào nào anh em nhìn đây nè, mình ăn mình hồi máu đầy cây rồi đó, nhìn nó quánh tôi một cái đây nè. Nào chém tao đi. Ui con đúng 2,5 tim, đùa chứ. Trả đồ cho tao, chắc có vẻ do nó đang ngậm cái kiếm kim cương nên quánh khá là đau ấy. Ui xem chết, con gì đây, con gì đây, con gì đây, con đĩa. Đùa chứ, thế giới động vật thật là đáng sợ quá đi mà. Đã thế, nó cắn mình dớt vô cái hang, trong đây có một cái lồng sờ bam của bọn sờ ke luôn. Mình cũng có vào lướt đồ luôn thôi, mỗi tội là chẳng có đồ gì xịn cả. Thôi giữ lại cái lồng mới mốt có cần gì thì làm mấy farm. Đi sâu vào trong rừng thì mình có gặp được một cái ngôi đền. Nhưng mà cái gì đây? Con lợn này mà vừa đi tắm bùn về à, đi tắm đi. Ở trong cái đền này thì nó có vài cái gương, trong đây thì toàn là giáo thôi. Đúng rồi, thời tiền sử mà phải có giáo chứ. Nhưng mà không những thế thôi đâu, lúc lấy xong mấy cái giáo ấy thì mình có đập đi một cái đe cũng được khá khá sắc đấy, nhưng mà vẫn ngửi thấy mùi gì đó nên mình quyết định đào được xuống. Thì ai ngờ ở dưới đây còn tuyệt vời hơn nữa, thiên đường anh em ạ. Một đống sắt vàng ở nhà, không có sắt, một đống vàng ngọc lục bảo luôn nên nè. Ui thời tới nữa rồi, không húp vội thì hơi uổng luôn ấy. Sau đó thì mình có cầm cái giáo ra để chọt vào đít bọn lợn test thử xem á. Nào đứng lại, anh hiệp vào đít nhẹ thôi, hứa luôn không sao đâu. Ui chết, lỡ tay lỡ tay lỡ tay thôi, ác quá. Mình còn tìm được một cái ngôi đền bình thường nữa cơ. Vào đây chủ yếu là húp gương xem có gì xịn hay không thôi, ấy lâu quá chưa vào không biết gương nằm đâu luôn. Mà mò mò thì cũng ra thôi, trong gương thì nó cho mình mấy cái gì mà red gune blue gune gì từ lưa bữa xưa hết. Đã thế còn có thêm một cái tấm bản đồ nữa ấy. Cái tấm bản đồ này hình như có kho báu luôn nè anh em, anh em thấy không, ngay cái dấu ít đấy. Nhưng mà bây giờ thời chưa tới đâu, mình còn khá là nhiều việc để làm luôn ấy. Và tôi nghĩ là chỗ này xây dựng căn cứ sinh sống thì cũng hợp lý rồi đó. Ấy, kế bên là biển nè, xung quanh là cây cối, còn có cả ngôi đền kế bên, sau này để gương cất đồ cũng được, ổn định đấy. Thế là mình làm ra mấy cái gương để cất bớt đồ đi thôi, nhìn ngứa mắt thật sự luôn. Rồi mình bắt đầu đi chặt một tí gỗ về để chuẩn bị xây dựng căn cứ thôi nào. Chặt gỗ xong thì với cái thời tiết mưa giông bão bùn thì mình vẫn quyết định xây nhà, tại vì mình nôn có một mái ấm, nơi để mình trở về sau những ngày mệt mỏi. Sau một khoảng thời gian thì ngôi nhà của mình cũng hoàn thành rồi đây. Nhìn nó chẳng khác nào mà mấy cái nhà sàn hồi xưa vậy đâu anh em.
Đấy, nhìn nó hơi bị cổ luôn. Ở trong thì đương nhiên rồi, mình làm nhà chưa bao giờ mình trang trí ở trong cả. Ở trong đây chỉ có mỗi cái giường thôi, mà mình nghĩ sau này cái chỗ này cũng để gương hết cả thôi, chứ cũng chẳng làm gì. Và cái ngôi nhà của tôi nó còn chia ra hai bên luôn cơ, bên này cũng chống lóc, như này thì gương nào để cho hết. Còn ở ngoài cái cầu này thì chiều chiều mình ra hóng mát, ngắm cảnh đồ cũng chiêu thật sự luôn. Bây giờ chỉ cần kiếm thêm vài em khủng long bầu bạn nữa thôi thì cuộc đời màu hồng luôn. Mà khủng long đâu chưa thấy thì trước tiên mình phải dẫn bọn cừu bò về nhà để chăn nuôi trước vào đây. Các bạn thấy có gì lạ không? Thằng cá mập này nó định húp mấy cái bọn động vật của tôi đây nè, khôn như mày. Do nhà tôi cũng còn khá rộng ấy nên quyết định là cho bọn nó lên đây ở luôn. Bây giờ thì chúng mày được tự do, nhưng mà tự do trong nhà tao. Hôm sau thì mình quyết định đi dãy cỏ kiếm hạt giống, rồi về nhà làm một cái ruộng nhỏ nhỏ thôi, chủ yếu là để cho bọn khủng long ăn thôi chứ tôi chẳng ăn gì đâu. Tôi ăn thịt bò Kobe không mà quen rồi. Còn dư vài cái mía này mình cũng đem ra trồng luôn, sau này còn làm khu phù phép nữa. Ngày hôm sau thì mình có làm ra vài cái máy phân tích hóa thạch, cũng đã tới lúc hành nghề rồi. Và do mình quá là lười đi cho nên là có làm ra một cái chỗ phân tích hóa thạch tự động luôn. Ấy, làm 4 chỗ luôn, càng nhiều thì phân tích càng nhanh thôi. Bây giờ mình chỉ cần việc là bỏ hóa thạch vào cái gương trên này. Đấy, rồi từ cái gương trên nó sẽ chuyển xuống cái máy phân tích hóa thạch. Phân tích xong thì nó chuyển trứng khủng long xuống cái gương dưới cho mình. Trong thời gian chờ phân tích hóa thạch thì mình có làm ra một cái chỗ farm trứng gà, cũng là một nguyên liệu cần thiết để cho mình hồi sinh khủng long đó. Nào vào đây, gán sinh nở cho tao nhiều nhiều tí, mốt tao thưởng cho bằng cách là cho khủng long ăn thịt. Sau đó thì mình có làm ra vài cái máy ấp trứng khủng long. Bây giờ thì mình có thể hồi sinh được chúng nó rồi đó. Mà chưa xong đâu, mình cần phải đi lấy thêm trứng gà nè, với lại múc thêm một tí sữa bò, và làm ra mấy cái biogô này này, một cái nguyên liệu mà để ấp bọn khủng long mấy anh em. Làm xong rồi thì mình cứ qua gương để lấy trứng khủng long chuẩn bị ấp thôi. Mấy ngày qua thì cũng được kha khá đó, nhiều thật sự luôn. Mỗi tội là được hai cái gương đầu thôi, hai cái gương sau nó toàn ra cây cỏ đồ không à. Nhìn giống mấy cái đồng xu hồi xưa tôi chơi thật sự. Bây giờ thì ấp luôn thôi nào, không biết nên ấp con nào trước đây, quá là nhiều sự lựa chọn luôn. Mấy con khủng long này thì tôi chả biết con nào mạnh con nào yếu nữa. Thôi cứ vứt đại vào đi, dù sao thì mình cũng ấp hết luôn cơ mà. Nhìn cái quá trình mà tụi nó đang ấp ở trong cái lồng này này, đẹp thật sự luôn, cute phô mai que con bò cười. Ấp thành công thì có, mà cũng không thể nào mà thiếu được cái bọn mà thất bại. Điển hình chính là con này đây, nhìn gớm ghiếc thật sự. Leo trèo vậy, biến khỏi nhà tao đi nào. Và tôi cũng nói với anh em nhiều lần rồi đúng không? Người lười luôn có lối đi nhanh, thế nên là mình quyết định làm ra thêm vài cái máy ấp nữa để xung quanh nhà luôn. Mình muốn bọn khủng long được nở ra chung một thời khắc luôn. Hôm sau thì mình có làm ra một cái cúp kim cương, rồi đi xuống hang đào phải nói là rất 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 là nhiều sắt luôn, để chuẩn bị làm ra hàng rào xây chuồng cho bọn khủng long nữa. Mà trong chuyến đi đào sắt lần này mình cũng tìm được phải nói là khá nhiều kim cương luôn. Người ta đâu có muốn đâu thiệt chứ, cho hoài ngại ghê á. Đào sắt về thì mình có làm ra một cái cây xẻng hằng vip vũ trụ. Cây này thì có thể giúp chúng ta xây dựng nhanh hơn. Rồi mình bắt đầu xây dựng chuồng cho bọn khủng long thôi. Sau một khoảng thời gian thì cái chuồng tôi cũng hoàn thành rồi đây. Và vẫn là câu nói cũ, tôi quá là lười cho nên là làm một cái chuồng nhưng mà chia nó ra thành 4 luôn đây này, quá thông minh. Mà nhìn có vẻ nó hơi bị thô sơ ấy, thiếu sức sống. Thế nên là mình có đem mấy cái chòi cây qua trồng và bón cho nó lớn nhanh luôn. Ấy, bây giờ nhìn phải nói là hòa mình với thiên nhiên hơn rồi đấy. Nhưng mà nhắc lại vẫn tức. Lúc đầu ý tưởng của tôi đó chính là xây chuồng ở bên cái khu gần kia luôn cơ, nhưng mà cái địa hình của nó quá là chênh vênh đi. Sau khi chuồng đã ổn định rồi thì mình quyết định qua xem bọn khủng long ấp tới đâu rồi. Và vừa vào căn phòng mình kiểu ngỡ ngàng tới bật ngửa luôn. Con gì đây? Thất bại đó, tác phẩm đó anh em. May sao mà cái số lượng khủng long ấp thành công cũng khá là nhiều nên mình cũng an tâm phần nào. Đây là những con mà mình có thể ấp đây, cũng khá là nhiều chứ nhỉ. Sau đó thì mình có đem bọn nó qua chuồng và đi ấp thôi. Đấy, mỗi con một chuồng, vừa khít luôn. Mà công nhận mấy cái con khủng long này nở nhanh ghê á, chưa đầy 5 phút mà nở hết trơn rồi.
Hiện tại thì mình còn dư mấy quả trứng đây. Một phần là do mình không đủ chuồng, với lại mấy cái con này toàn là ở dưới nước thôi, cho nên là sau này để tính sau vậy. Bây giờ thì lo bọn khủng long trước mắt cái đã. Tôi thích nhất là cái cảm giác nhìn ngắm bọn khủng long còn nhỏ đây này, cute thật sự luôn. Mà không biết lớn lên thì nó sẽ trông như thế nào đây. Hy vọng là đừng có đáng sợ quá, không là tôi tè cả quần đấy. Cái con T-Rex này không hiểu vì lý do gì mà nó nhảy dancer ở trong đây luôn đây này. Có khóa đấy, có tài năng đấy. Mấy bọn khủng long ở bên chuồng kế bên thì cũng cute không kém gì, nhưng mà có gì đó sẽ sai thì phải. Còn một chuồng này sao không có khủng long ta? Hình như tôi chưa up thì phải. Ôi ảo thật đấy, thôi mình còn dư một trứng nè, up luôn anh em ạ. Đấy. Và đây là quá trình mà khủng long được chào đời đây. Nó rung lắc cực mạnh, sau đó thì bùm, thế là một con khủng long nó được sinh ra đời rồi. Ồ, con này con cá sấu mà nhỉ. Sau đó thì mình có làm ra một cái cuốn sách. Với cái này thì mình có thể tìm hiểu bọn khủng long của tôi kỹ hơn, xem là nó là loài ăn cỏ hay là ăn thịt. Mà cũng khá là may vì đa số bọn khủng long của tôi đều là ăn cỏ hết, đỡ tốn tiền nuôi. Do mình khá là não cá vàng luôn, cho nên là chuồng nào ăn thịt thì mình sẽ ghi ăn thịt nè, rồi chuồng nào ăn cỏ thì ghi ăn cỏ thôi. Hôm sau thì mình có đi thu hoạch lúa, với lại đi kiếm thịt để chuẩn bị cho bọn khủng long ăn. Nói là đi kiếm thịt cho ngầu tí thôi chứ bị bọn lợn ủi không chịu phát lào. Sao cái bọn này nó lại mạnh như thế được cơ chứ? Đúng là thế giới khủng long có khác, con nào cơ nấy cơ bắp cuồn cuộn luôn. Chưa bao giờ mà tôi cảm thấy kiếm thịt cực khổ như thế này. Kiếm thịt về thì mình có làm ra vài cái máy thức ăn tự động ấy. Với cái máy này thì mình chỉ cần đặt ga rồi bỏ thức ăn vào thì nó sẽ tự động cho bọn khủng long ăn. Mà sao thằng này mày lười thế, ngồi dậy ăn đi nào, phải móm tới tận mồm mà. Qua cái chuồng kế bên thì tự nhiên cái thằng khủng long này nó lại quýnh tôi cơ chứ. Tại sao vậy, mới bay lớn mà du côn như này thì mốt lớn lên ai chị mày cho nổi cơ chứ. Đừng cắn tao nữa, làm ơn đi, tao không muốn đấm mày đâu. Lỡ tay đấm nó có một phát thôi mà cái lòng này đau lắm nè. Mà không đấm nó chắc nó cắn tôi chết luôn rồi. Con nhỏ mà mạnh thật đấy. Con khủng long T-Rex mặc dù là bảo chúa thôi nhưng mà nó cũng hiền hơn con kia không đấm thôi. Cái con này thì vừa đặt cái máy thức ăn ra thì nó chạy lại, nó hịa húp ly húp lịa luôn. Như này ai nuôi nổi mày hả? Đến cả một con khủng long ăn cỏ nó cũng đấm tôi luôn. Quá đáng thật đấy. Con cá sấu thì có vẻ như mình cho nó ở không đúng môi trường ấy, cho nên là nó chẳng thèm ăn luôn đây này. Thôi kệ, không ăn chết đói gắng chịu mày. Hôm sau thì mình có làm ra vài cái cột đấm bóc, với lại vài quả bóng. Với mấy cái này thì mình có thể giúp cho bọn khủng long chơi đùa và tăng tâm trạng. Chứ tâm trạng bọn nó như nào mà gặp tôi toàn cắn thôi. Nhìn bọn nó vui đùa mà lòng mình cũng vui theo luôn. Đúng là một người cha vĩ đại mà. Chưa thấy con khủng long nào mà lười như thằng cá sấu này. Đặt đồ chơi tới tận mờ mà vẫn không chơi, vẫn lăn đùng ra ngủ à. Chịu luôn đấy. Ngày hôm sau thì mình bắt đầu đi thu hoạch mía. Cũng đã tới lúc xây dựng khu phù phép rồi. May mà mình còn dư khá là nhiều da của mấy cái đợt kiếm thịt luôn, nên đỡ phải đi kiếm cho mệt. Và vấn đề tiếp theo mình cần giải quyết đó chính là kim cương để làm bàn enchant. Mặc dù là ở nhà mình cũng được kha khá kim cương rồi, nhưng mà cái số đó chỉ đủ làm bộ giáp thôi. Cho nên là mình lại phải xuống hang đi tìm thêm kim cương đây. Và tìm được đúng một chỗ mình đào xong rồi xách đít chạy về thôi, không cần nhiều, thế là được rồi. Đã thế mà cái chuyến đi này mình còn đào được một cái gì khá là lạ, rem rem này. Hình như cái này là hồi sinh mấy con khủng long thì phải. Với lại mình xem trong kho công thức ấy thì nó có thể chế được vài cái món vũ khí khá là xịn sò luôn. Được thế nhờ. Do đã sẵn tiện tới đây rồi mình cũng đào hắc diêm thạch luôn. Tại vì sau này mình cũng cần vào địa ngục một chuyến ấy. Sau khi đào kim cương về thì mình làm ra một cái bàn phù phép, rồi xây dựng khu phù phép ở dưới nhà luôn, cho nó tự nhiên phong phú. Mà nhìn mấy cái cải sách trong đây sợ thiệt. Mình đặt cái cúp vào thì nó có cho cái dòng gì mà khảo cổ học này, nghe tên khá thích thích nên mình quyết định enchant luôn. Mà hiện tại kinh nghiệm của mình không đủ ấy, nên tôi có đi đập bọn lợn gần để kiếm thêm. Và sẵn tiện kiếm thịt luôn, một công đôi chuyện. Sau khi có kinh nghiệm rồi thì mình về nhà enchant thôi. Mấy cái dòng nào khá là lạ lạ, hy vọng nó sẽ giúp ích được cho mình ấy. Ngày hôm sau thì mình có làm ra một cánh cổng địa ngục để tiến vào luôn. Vô đây thì chủ yếu mình đào mấy cái thạch anh này, về nhà chuẩn bị làm một khối kính siêu cứng để làm chuồng cho bọn khủng long dưới nước. Tính ra đào mấy cái quặng này cũng được khá khá kinh nghiệm ấy. Mình cũng có thể enchant bộ giáp sau này luôn, hay thật sự.
Thạch anh chỉ là một phần thôi, thứ tiếp theo mình cần đó chính là cát. Nhưng mà mình không phải đi đâu xa hết, kế bên có một đống luôn đây nè. Đào cát xong thì mình về nhà ép chung với thạch anh thì sẽ được một cái khối cát này đây. Mình sẽ nung cái khối cát này lên và được một cái kính siêu cứng. Mà công nhận cứng thật đấy, mình đập bằng tay phải lâu lắm nó mới bể, đào hết cả tay. Và mình bắt đầu xây dựng một cái chuồng cho bọn khủng long ở dưới nước thôi. Sau một khoảng thời gian thì cái chuồng của tôi cũng hoàn thành rồi đây. Và lời đầu tiên mình muốn phát biểu là xây như không xây. Nó trong suốt à anh em ạ. Đã thấy bọn khủng long chưa được vào ở nữa mà thằng cá mập này nó đã chui vào đây rồi đây. Mày đùa à, đây là chuồng của bọn khủng long tao đấy, cút đi. Muốn tỉ thí võ công à, nhào vô quánh tao đi, nhào vô. Tính ra nó cắn tao một phát cũng thốn lắm ấy, 2,5 tim à. Và cũng đã tới lúc đưa bọn khủng long vào ở rồi. Con đầu tiên, gì đây? Con cái gì đây? Nhưng mà nó nằm ở trong hay ở ngoài đấy anh em? Ảo thuật nữa rồi. Ui nó bị kẹt, mình phải cứu nó thôi. Đợi tao một tí, tao sẽ đập kính ra cứu mày. Wow, mình cứu nó lên thiên đường luôn rồi anh em ạ. Vẫn như cổ, bệnh lười tái phát nên mình lại chia cái chuồng này ra làm bốn. Tại vì mình có tới 4 con cá lận ngay. Được rồi, bây giờ cho bọn nó vào đây nào. Đầu tiên mua sa sa ok con gì đây? Lại lại như thằng kia rồi, du côn nữa rồi. Mày đừng học theo cái thói xấu tật hư của nó nữa, chui xuống đây đi. Đấy, bơi lội thì không muốn, cứ thích cắn tao thôi. Được rồi, con tiếp theo là gì đây? Nữa, đừng cắn tao nữa, tao đang thả khủng long đấy. Ui con gì đây? Ba ba, cái thằng khốn này nó cắn tao hoài luôn anh em ạ, bất lực thiệt chứ. Được rồi, tới con tiếp theo nào. Ủa con gì đây? Con cá à, con cá đầu nhọn. Nhìn tếu thật sự. Và đây là mấy cái quả mà trứng, mà không phải trứng gì, như trứng cá vậy đấy anh em, mà nó cũng sinh ra được vài con cá khá là đẹp luôn. Đấy, mấy cái quả trứng thì cái đấy xí gì nè. Ui con kia bé tí tẹo luôn kìa, nhỏ bằng cái lỗ mũi à, đùa chứ. Tôi mới gặp hiện tượng lạ anh em, nhìn này, cái con này nó là siêu nhân luôn rồi, còn là người nữa đâu. 5 block ấy mà nó còn nhảy ra nó cắn cho được được xịn thật đấy. À không, bố láo thật đấy chứ xịn gì nổi thằng này. Thôi nè, đừng cắn tao nữa, ăn thịt đi, cho mày hết. Đừng cắn tao nữa, tao chỉ cầu mong như thế thôi. Ăn đi, nó chịu ăn kìa, tính ra nó cũng khôn ấy chứ. Hiện tại thì cái bọn khủng long của tôi nó cũng lớn được khá khá rồi đây này, gọi là tầm gì ta, tầm sơ chung à. Nhìn cũng cute đó, chưa tới lúc đáng sợ đâu. Giờ lao vào hôn chúng nó một phát coi như là làm dấu nha. Để mốt lớn hơn không được. Chuồng bên kia thì bọn khủng long nó cũng lớn rồi nè, nhưng mà có điều là nó bị đẹp hơn một tí ấy. Có vẻ như là do điện nở sao ấy anh em. Thằng cá sấu này bây giờ nó ở trong môi trường nhỏ quá, nó bị thiểu năng luôn rồi. Ngày hôm sau do tôi nôn bọn khủng long lớn quá cho nên có làm ra một cái máy farm gà, nguyên liệu để làm thuốc tăng trưởng cho bọn khủng long đấy. Cái máy farm gà này cũng khá là đơn giản thôi. Ơ kìa, ơ kìa, kìa, ông Hoàng xây máy farm à. Mà thôi kệ, dù sao nó bọn nó ở đâu mình cũng thịt được thôi. Với mấy cái thịt gà thì mình có thể làm ra mấy cái xô thịt gà nè. Rồi nung mấy cái xô thịt gà lên thì mình kết hợp với lại mấy cái chai thủy tinh là sẽ ra thuốc tăng trưởng cho bọn nó thôi. Nghe cũng hơi cồng kềnh đấy. Với cái thứ thuốc này anh em nhìn này, nó đã thật sự luôn ấy. Con khủng long bây giờ tí tẹo à, mình cho nóc vài bình thế là siêu to khổng lồ luôn. Ui con này to thật đấy. Lần đầu tiên cha sinh mẹ đẻ thấy con khủng long bự như thế này. Nào, mình phải thuần phục và cưỡi nó thôi. Ăn gì nữa, giờ mày ăn có nước ăn cả thế giới đây. Ồ, tình cưỡi được rồi đây này anh em. Ui, nhưng mà nó phá hết mấy cái cây cổ thụ của tôi rồi. Công sức tao trồng đấy, thằng khốn. Nó bé tí tẹo à anh em, điều khiển khó quá. Mà cũng do tôi thôi, xây cái chuồng to thế. Ui, cao quá, nhảy xuống mất máu luôn đây nè. Trông đồ sộ thật đây. To quá, cưỡi nó chẳng thấy cái mặt thộm nó đâu cả, toàn thấy cái lưng với lại cần cổ thôi, buồn ghê. Tiếp theo đến con này, ơ kìa, lớn hết cỡ rồi đó à. Ôi, sao có tí tẹo thế này mà vẫn cưỡi được anh em ạ. À, mà nhanh nhẹn đó, được 10 điểm. Anh em nhìn tôi có đẹp trai không?
Con T-Rex này thì mình không thể nào mà dùng thuốc để cho nó lớn được, mà phải đợi nó lớn một cách tự nhiên ấy thì mình mới có thể chiến đấu và thuần phục nó được. Tiếp đó nó chính là con khủng long gai gai này đây. Nó lớn lên thì cũng thuộc dạng trung bình thôi, cũng không lớn cũng không nhỏ, mà mỗi tọ là cưỡi không được cơ. Buồn thật sự. Tiếp đến là con khủng long móng tay dài đây. Bữa nào mình phải làm một khóa cắt móng tay cho nó thôi, nhìn đỡ gớm quá. Nó lớn lên thì cũng được đó, nhưng mà cưỡi không được nốt. Tiếp đến là anh khủng long mà đập đá của chúng ta, đúng theo nghĩa đen luôn. Mình cho nó lớn xong đó mình cưỡi nó được nè, mà đi tới đâu nó làm bởi tới đó à. Đúng kiểu phá nhà luôn ấy. Trong team thì phải có một thằng như này thì mới tạo độ khó cho game được. Vâng, và con này nó đã trưởng thành rồi đó. Cứ ngỡ là con kia nó nhỏ nhất rồi, ai ngờ con khủng long này nó còn nhỏ hơn nữa cơ. Con cá sấu này thì miễn bàn rồi, từ lúc nuôi tới giờ mình chả làm được gì cả. Đúng kiểu nuôi tượng trưng luôn á. Sau đó thì mình có qua khu khủng long dưới nước, cho bọn nó lớn lên thôi. Đấy, rồi mình có thể cưỡi được luôn rồi đây nè. Đứng yên. Con ba ba này mình thấy nó nhảy rất là cao luôn, mà không hiểu vì sao nó vẫn ở trong đây mà không chịu nhảy ra ngoài luôn đi. Có thể là do nó lười kiếm ăn, mà muốn không làm mà vẫn có ăn, hư thiệt sự luôn. Không hiểu vì lý do gì mà cái con khủng long siêu to này nó lại chui qua đây được nữa. Mày độn thổ hay làm bằng cách nào chỉ tao với. Mình có định cưỡi nó quay lại chuồng mà ai ngờ đâu. Mình leo lên lưng xong mình hỉ hỉ chơi chơi thôi. Nó nhảy từ từ thôi. Rồi nó nhảy như thế mà nó vẫn nhảy lên được, hay thiệt chứ. Rồi hỉ một phát một hơn tốc độ Accenter nữa, chạy qua bên cái đảo bên kia luôn. Ồ hay đấy. Và mình nghĩ là đợi nó ở đây luôn cũng được. Bên kia hơi chật tội nghiệp cho nó ấy. Bên đây nó sẽ được tự do hơn. Việc bây giờ mình cần làm đó chính là chờ con T-Rex này nó lớn, chiến đấu và thuần phục nó thôi. Trong thời gian chờ nó lớn thì mình có cưỡi khủng long đi dạo. Con này to quá, đi tới đâu chắc tụi kia sợ hãi tới đó. Tôi nhầm rồi. Thằng lợn này nó không biết lượng sức mền, nó tông vào con khủng long như đúng rồi luôn. Mà mỗi tội tông có mất máu đâu cơ chứ. Ảo tưởng. Cưỡi con này chán thì mình bắt đầu lấy con khác ra cưỡi. Mà công nhận, mình biết là cái con nhỏ này nó nhanh nhẹn rồi, mà ai ngờ nó nhanh cỡ này cơ chứ. Xịn thật đấy. Mình có cưỡi con khủng long đập đá để đi đập gỗ nè. Nhưng mà không hiểu vì sao lúc trong chuồng nó đập nhiệt tình lắm mà ra ngoài đây tông quá trời quá đất mà cây không gãy, mà đầu tôi muốn bể luôn rồi đây nè. Cưỡi trên bờ chán thì mình cưỡi xuống dưới nước luôn. Mình có thả con ba ba ra ngoài biển để bơi lội đồ cho nó thoải mái sung sướng. Và công nhận con này bơi giống con lăng quăng thật ấy. Và sau một hồi cưỡi nó thì mình cũng biết cách mà nó hoạt động rồi. Mình chỉ cần hệ con chuột lên trời thì nó sẽ bay lên, hệ xuống thì nó sẽ chui xuống. Và mình nghĩ cũng gần tới lúc chiến đấu với khủng long bảo chúa rồi, nên mình có làm ra một bộ giáp kim cương để thủ thân, chứ không nó cắn cho thì mất cái series luôn đấy. Chuẩn bị phép thuật win nè. Ăn chanh tít mày là tá này xá là hê 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 hê. Rồi quá đẹp trai luôn. Và mình cũng có đi enchant cái bộ giáp với lại cái kiếm nữa cho nó xịn xịn một tí, chiến đấu cho nó dễ. Mà do mấy cái dòng enchant này khá là lạ nên thấy cái nào mình enchant vào cái đó luôn, không phân vân cho nó mệt. Chuẩn bị xong mọi thứ thì mình bắt đầu qua hệ con T-Rex thôi. Ăn lao nè, né đi. Ơ kìa, đi xuyên người luôn, đùa chứ. Ủa, lao này lao phá ke rồi. Thời tiền sử mà nó không cho ném lao thì bằng không. Chán thật đấy, thôi thì mình chém nó luôn vậy. Sợ gì, làm sao. Ui ơi, no. Em biết lỗi rồi. Ui, nó cắn tôi hai cái còn nửa cây máu nè, đùa chứ. T-Rex có khác, giờ phải làm sao đây, phải chơi bẩn thôi chứ còn gì nữa. Mình quánh nó mấy cái thôi mà nó bị thiểu năng rồi đây nè, nó chui vòng vòng cho tôi quánh tiếp. Mày chịu đau à, ráng chịu tí đi, tao hẹ mày xong rồi tao cứu mày ngay. Chết đi, trâu thế chứ lại. Xoay vòng tròn chóng mặt quá, ôi, nó lật xuồng rồi anh em ơi. Này thì hổ báo cáo tròn, ngồi dậy, ai cho mày xẻo, ai, mình đã thu phục được. Ok, chưa, ôi, nó vẫn còn cắn được. Đùa chứ. Tao mới cứu mày đó, biết ơn tí đi nào. Thôi được rồi, mình cần phải vút roi vào đít nó phát cái đã, để mình cưỡi nó được anh em ạ. À, đứng yên, không đau đâu. Oái, mình đã cưỡi được T-Rex rồi kìa. Xịn chưa. Ba mẹ ơi, anh chị ơi, các bạn ơi, tôi làm được rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã cưỡi được khủng long bảo chúa sau bao nhiêu ngày vất vả rồi đây. Ô, nó nhảy cao thật sự luôn anh em ạ. À, thằng này búp bẩn, hơi bị búp bẩn rồi đó nha. Nó bay như thế này còn hơn thạch xanh nữa. Thứ nào chịu nổi đây. Cái thay như này mà bay dữ thiệt chứ. Khủng long bảo chúa nó phải khát bọt ngay. Cưỡi nó khá là khoái nên mình có đem vào gần để làm thạch xăng luôn.
Vài ngày còn lại cháu không biết làm gì nên mình chỉ ở nhà chơi với khủng long thôi đấy. Mà có vẻ như bọn nó khinh tôi. Mình chơi như này mà bọn nó không thèm chơi lại, đá banh một mình như một thằng thiểu năng luôn. Cảm thấy thật khinh bỉ. Và 100 ngày trong thế giới khủng long của mình trải qua như thế đấy. Đối với tôi bây giờ thì khủng long là tất cả, những thứ khác không quan trọng. Mình yêu thương bọn khủng long như yêu thương các bạn vậy đấy. Và mình nghĩ video này cũng kết thúc ở đây thôi. Nếu các bạn thấy hay nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.